Phương Quế xin kính chào quý khán thính giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lam xin kính chào tái ngộ đến quý khán thính giả thân mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôm lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rũ bỏ xách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng Hát Hậu Phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự những kỷ niệm buồn vui. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tienghachauphuong@yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7877. Kính thưa quý vị, Tiếng Hát Hậu Phương hôm nay xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị cựu trung úy Trần Ngọc Đắc, anh thuộc tiểu đoàn 30, Tổng cục Chiến tranh Chính trị. Dạ, xin mời anh. Tôi kính chào quý vị thính giả của Đài Hồn Việt TV. Chào hai người đẹp. Chào anh. Chào chú. Dạ. Anh có chào các niên trưởng của anh không? Dạ thưa các niên, và xin lỗi, tôi cũng chào các niên trưởng của anh và bạn của tôi và bạn hữu ở khắp bốn phương. Hôm nay thì tôi xuất hiện như vậy để các huynh trưởng cũng như là các bạn biết rằng là tôi tới giờ phút này qua bao nhiêu giông tố của cuộc đời tôi ở đây và tôi còn hiện diện để gặp lại các bạn. Dạ thưa, những cái giông tố đó trong cuộc đời thì chút xíu mình sẽ nói tới đó thưa anh. Dạ vâng. Thì bây giờ chúng em thay mặt Tiếng Hát Hậu Phương, Trang Thanh Lam, Phương Quế cũng như Nghĩa Sửa chào anh. Dạ vâng, dạ. Chào hai cô nhé. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và anh cũng là thuộc Tổng cục Chính trị Chính trị tiểu đoàn 30. Vâng. Là cũng là một chung một cái ngành. Dạ. Và dạ, với chúng em tức dạ, là vâng. Hát để mà phục vụ cho các chiến sĩ. Dạ vâng. Dạ, vâng. Dạ thưa anh Đắc là nhập ngũ năm nào thưa anh? Dạ thưa, tôi nhập ngũ, tôi bị gọi động viên năm Mậu Thân 68. Vâng. Dạ. Tức là đợt 2 đó, tổng công kích đợt 2 rồi cho rồi tôi được gọi nhập ngũ cùng tổng động viên năm khóa 3 68. Vậy là anh tổng động viên năm 63. 68. Vâng, 68. Dạ. Vâng. Dạ. Nhưng mà bắt đầu thì anh đi học ở quân trường nào thưa? Dạ thưa, tôi đi học cái giai đoạn 2 của tại Thủ Đức. Dạ vâng, tại Thủ Đức năm 68, cuối 68. Dạ. Sau cuối 68 thì là khi học xong là tụi tôi ra trường thì lại đi chiến dịch. Dạ. Đấy, chiến dịch đầu tiên mà gọi là chiến dịch Diên Hồng mà có Tổng thống Diệm xuống để mà gọi là mở chiến dịch. Lúc đó là Tổng thống Thiệu chứ không phải Tổng thống Diệm. À quên, xin lỗi. 68 rồi không? Xin lỗi. Vâng, Tổng thống. Dạ. Tôi không, anh ơi, đó, tại vì em thấy thứ nhất là mình là người nào cũng lớn tuổi rồi, thành ra cái chuyện mà nhầm lẫn là chuyện rất là bình thường. Vâng, dạ. Anh không có gì mà phải chú thắc mắc hết. Chúng đang nô quịch. Dạ, dạ. Ở chú nô quịch. Nghĩa Sửa nói là chú đang nô quịch. Tại hồi nãy chú nói đúng không? Chú rung. Ngồi gần hai người đẹp chú rung phải không? Dạ, rung quá. Không, anh cứ bình tĩnh mà rung, không vâng, sao đó. Dạ, vâng, bình tĩnh mà rung. Phải. Dạ, dạ, cứ bình tĩnh mà rung. Dạ, nô quịch. Nghĩa Sửa nói tiếng Mỹ hay quá chị. Nô quịch. Dạ, thưa anh, khi mà anh ra trường rồi anh tốt nghiệp huấn luyện rồi thì anh đơn vị anh đóng ở đâu nhiều nhất thưa anh? Dạ thưa thế này, sau khi mà tôi ra trường thì là tôi đi cái chiến dịch. Dạ. Tôi đi chiến dịch được khoảng 2 tháng tại Đà Lạt, thì tức là cái khóa của tôi cái chiến dịch đó thì là đi 42 chi khu. Dạ. 42 chi khu để về nói với lại binh sĩ, với tất cả mọi người biết rằng là tại sao chúng ta ngồi vào bàn hội đàm Ba Lê năm 1968 đó, sau đó
thì là mình ngồi vào phần đó. Thì chúng tôi đi vấn đề là giải thích như vậy thôi. Mà nhưng mà đi 42 chi khu thì tôi là đi cái chi khu Tuyên Đức. Dạ. Tuyên Đức. Dạ, Đà Lạt Tuyên Đức vâng. Tuyên Đức ô. Tuyên dạ. Đức Đà Lạt. Dạ, dạ. Rồi trong những lúc mà đi như vậy đó thì mình đi công tác mình có gặp nguy hiểm gì không anh? Những công tác đầu dạ. tiên anh bước ra anh đi có nguy hiểm gì không? Dạ thưa cũng có nhiều nguy hiểm, chẳng hạn như chúng tôi đi như vậy đó là mỗi một khi mà đến ở trên tiểu khu đó mà cho tôi một cái chương trình. Dạ. Thế rồi là đi chỗ nào thì thường là đi những cái chỗ mà sau khi các anh đánh rồi về để mà về chỗ để nghỉ quân đó, thì là tụi tôi đến đó. Yeah. À, mình niệm mụ đến đó thì cũng có khi là đang là thuyết trình như vậy thì là cũng nghe các bọp rồi đủ mọi thứ cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà tôi thì nói thẳng ra cái cuộc đời của tôi thì tôi thích mạo hiểm, chứ chính ra sự thật ra là tôi cũng không có, nhưng mà tôi thích xung sáo và mạo hiểm, thành ra tôi thích đi những cái thích tìm cái cảm giác mạnh đó. Yeah. Chứ không phải là lưu vịch như vừa rồi đâu. Có nhiều khi anh ra trước bao nhiêu ngàn quân giặc anh không có nơ quịch. Nhưng mà anh gặp hai người này thì anh nơ quịch không chứ. Vâng, xin bỏ qua. Không hiểu lý do gì. Xin bỏ qua. Ta không vui thôi anh. Vui. Tụi dạ. em quậy mà. Dạ vâng. Đồ là vui. Chứ bầu không khí nó đỡ buồn chứ. Không rời buồn quá chừng rồi. Dạ thưa anh. Tiểu đoàn 30 chiến tranh chính trị có nghĩa là anh vừa đi lính mà anh vừa là đi hát luôn. À dạ vâng, thế này. Tức là chiến tranh chính trị là phải biết thế này, sau khi tôi đầu tiên đấy là tôi thuộc quân số của tổng cục. Dạ. Thế xong rồi sau đó thì là để về và thành lập nhân dân tự vệ sau mộ thân đợt hai đó. Vâng, thành ra tôi mới về cái đặc khu 7. Đây ở các bạn của tôi ở đây có coi chương trình này thì cũng biết là cũng có một số bạn vẫn uống cà phê với mình đấy. Dạ. Dạ đấy. Thì của về đặc khu 7. Con nhân dự vệ cho tới năm 1971, cuối 71. Tức là từ 68 cho tới 71 tôi coi nhân dân dự vệ xong cái thì là tổng cục lại lấy về để biệt phái tôi ra ngoài Phú Quốc. Ra ngoài Phú Quốc để cùng với cái đơn vị quân cảnh ấy, bộ chỉ huy trại giam quân cảnh. Để tôi về vấn đề tù binh. Đấy, thế nhưng mà cái nhiệm vụ của chúng tôi để không được tiếp xúc với lại cái tù binh mà chính quy, mà chúng tôi tiếp xúc với những cái anh khoảng 10.000 tù binh về của họ mặt trận giải phóng miền Nam, tức là họ muốn chiêu hồi. Lại khá như vậy. Thế sau đó thì là năm 1973 thì là trao trả tù binh thì tôi cũng đi ra trao trả tù binh tại Thạch Hãn, tại Thiện Ngôn với lại. Tức là trao trả tù binh là anh đi dự trong cái buổi đó hay là anh... Tôi đưa, tức là thế này. Rồi anh đưa tù binh đi. Đưa tù binh đi đó. Anh ở Phú Quốc mà. Vâng, vâng. Anh đưa tù binh Việt Cộng á. Tức là hai bên trao đổi nhau là anh đưa cái đi ra tù binh của anh đi. Vâng. Tức là trên chỉ định cho tôi thì cái nhóm của tôi là của gồm các quân cảnh, an ninh với tất cả. Với tôi làm trưởng nhóm của cái chính trị để làm trưởng nhóm tất cả. Thế thì mỗi một chuyến máy bay như vậy đó thì là chở từ Phú Quốc đi Thạch Hãn. Dạ. Dạ, đấy Quảng Trị đó. Dạ đi Quảng Trị Thạch Hãn đó. Đó sở Bến Hải. Đấy thì cũng có những lúc mà tụi tôi bị kẹt lại vì các ông ấy muốn nổi loạn đó. Dạ. Thì tụi tôi phải xuống Phú Bài trong cái hình có đấy. Đấy. Dạ. Dạ. Thì chốc nữa các em sẽ đưa mấy cái hình mà anh gửi đó. Dạ, hình trắng đen hồi xưa anh đi công tác đó rất là có giá trị thưa anh. Dạ vâng. Những cái hình mà anh mặc đồ sơ mi đồ lính. Dạ vâng, đó. Đồ lính. Dạ. Tức rất là có giá trị. Đánh dấu là anh Ngọc Đát của mình ngày xưa đấy. Dạ vâng, ngày xưa đấy, ngày xưa. Oai hùng lắm chứ vâng. Không phải giỡn đâu, mấy chục năm về trước mình trẻ ghê. Vâng, mấy chục năm về trước đẹp dễ sợ. Đẹp dễ sợ nhưng mấy chục năm sau thì mình đẹp lão mà. Đẹp lão nhưng đẹp mà lão. Hồi đó không có liên quyệt. Không có nơ quyệt. Không liên quyệt. Dạ thưa anh, khi mà ra chiến trường hoặc là đi công tác á, anh có thường hát không thưa anh? Dạ thưa thì như thế này. Năm 1973 tôi đi trao trả xong cái thì tôi tổng cục trở về thì tôi lại về, lúc bây giờ tôi mới về tiểu đoàn 30. Yeah. Tôi được đổi về tiểu đoàn 30 thì tôi lại không, xin lỗi tôi không thích ở Tam Hiệp Biên Hòa. Cũng không thích ở gần, xin lỗi. Yeah. Ngày xưa tôi ở gần mặt trời đó lại khái. Ở gần mặt trời. Nói là danh từ nhà Binh là gần mặt trời. Nhưng mà đi về thành phố. Là thành ra tôi lại đấy thì tôi vi 30 là ở Biên Hòa mà anh. Vâng, Biên Hòa, là đóng Biên Hòa. Tam Hiệp Biên Hòa. Dạ, đúng rồi. Thế thì ông tiểu đoàn trưởng ông mới cho tôi tức là
Mà chinh huấn thành ra chinh huấn thì có tới 8-9 cô lận. Anh có thể giải nghĩa cho chúng em biết cái chinh huấn như thế nào mà là chiến tranh chính trị như thế nào không chứ? À vâng, chiến tranh chính trị là nói chung thôi. Yeah. Vâng, ở trong đó thì có chinh huấn, tâm lý chiến, rồi cái gì các cha là gì tuyên úy rồi lại khái. Nhưng mà chức năng của chinh huấn là gì? Là chức năng của chinh huấn là tôi đi như thế này là thế này, tức là đi đến các đơn vị, đi đến các đơn vị theo yêu cầu để giải thích một số những cái vấn đề mà ở trên, chẳng hạn như cái lời hiệu triệu của Tổng thống Thiệu hoặc là Tổng thống Thiệu phải có ý kiến hoặc là tất cả những cái gì đó về vấn đề mà tại sao chúng ta phải như vậy để đối với những người mà nằm vùng như vậy đại khái mình giải thích ra. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa là tôi cũng các cô ở trong ban chinh huấn của tôi đó, thì là các cô ấy cũng đương nhiên là các cô ấy sinh hoạt đó, thì các cô ấy cũng là bán quân sự mà, nhưng mà các cô ấy vẫn sinh hoạt hát hỏng cũng có giúp tôi trong vấn đề mà để mà thuyết trình, nhưng mà ít lắm, chỉ có thuyết trình là tôi thôi. Thế nhưng mà trong khi đó tôi thì tôi quậy trong cái vấn đề mà nhạc từ nhỏ đó. Thành ra tôi cũng hát chung vui với anh em sau khi mà anh em đang là chiến đấu xong rồi về nghỉ ở chỗ nào đó. Đại khái thì hồi nãy em nghe anh nói có mấy cô trong đó thì chắc có thể là anh nhớ tới mấy cô đó nhiều hơn là nhớ cùng chính huấn của em thôi anh. Khi em nhắc tới mấy cô mà mặt anh hớn hở quá trời. Không dám đâu, không dám nhớ đâu, bởi vì tôi làm việc rất là đứng đắn. Nhưng mà lý do gì nãy anh hớn hở quá khi nhắc, tại vì trong đó có mấy cô. Không, tại vì tôi nói không nói thì rồi mấy cô cũng hỏi tôi. Anh ra tôi tự thú trước, trong đó có chị Hồng nữa đó anh, trước đó chị Hồng cũng chính huấn á, là chị Hồng có lên show của chúng em rồi đó. Thế chị Hồng đó, dạ chị Hồng cũng là kỳ cựu trong cuộc chính huấn đó, chị lên trên đài show Tiếng Hào Phương mà rất nhiều người thích. Nhưng mà thưa anh, khi mà anh đứng lên sân khấu anh hát cái bài hát gì đầu tiên mà anh hát thưa anh? Hồi đó đó thì cái bài đầu tiên của tôi là tôi không nhớ, nhưng mà tôi hát nhạc của lính. Đấy, xong rồi lính yêu cầu tôi hát nhạc tiền chiến. Thì tôi là chuyên trị tiền chiến. Thành ra được nói thẳng ra thì tôi đi đâu đem toán đi đâu á, đem nồi niêu xoong chảo với đi đâu á là cũng được gõ tới đó hả? Vâng, được ở chỗ đó họ thích các đơn vị trưởng các bạn tôi đó. Thường thường các đơn vị trưởng đấy. Thứ nhất, thứ hai là họ thích tôi là một chuyện là cái cách mà điều hành của tôi. Thứ hai là có các cô. Thành ra các đơn vị trưởng. Thế ông cũng có các cô. Vâng, nói một cách sung sướng. Cũng có các cô. Đấy. Tại vì đúng, sung sướng là đúng rồi. Tại vì ở giữa rừng già mà có những bông hoa xuất hiện. Vâng, phải không? Đấy. Ở giữa rừng già, đèo heo hút gió mà có những bông hoa xuất hiện thì dĩ nhiên phải hớn hở rồi. Đó là chuyện quá bình thường. Vâng, thì thường thường là trong giữa rừng già tôi có thấy gì đâu. Mà là giữa rừng già. Bao nhiêu là bông hoa. Quá vui luôn. Nhưng mà không có nơi quỳnh. Em muốn biết là anh đi hát trước đi lính. Là đi lính trước đi hát kia anh. À đi hát ạ. À dạ vâng, chị trước kia thì tôi cái hồi năm xưa sửa đó thì tôi hát ở trong cái chương trình của anh Nghiêm Phúc Phát. Ở hội Việt Mỹ. Đấy, sau đó thì sự thật ra mình chả là cái gì, nhưng mà tôi thích văn nghệ. Thích văn nghệ, thích nhảy đầm, thích ấy thôi. Nhưng mà rượu chè thì không biết. Cờ bà rượu chè thì thích, nhưng mà rượu thì không thích. Vâng, cờ bạc thì thích bạc thôi. Vâng, còn bạc thích bỏ cờ. Bỏ cờ vâng, đấy thành ra thế. Sau đó thì trai gái thì bỏ trai, lấy gái. Không, bây giờ tôi lại có trai. Không, sắp thì bỏ sắp. Không, bây giờ không có trai nữa kìa, nghe. Lại có trai nữa. Bây giờ có trai mới sắp sửa đổi hệ. Mặc dù sắp sửa, mặc dù sắp sửa đi về Quy Tiên rồi, nhưng mà mình thử đổi hệ rất là nói như thật. Xin lỗi quý vị, hôm nay đó là anh em chúng tôi đó rất là thoải mái, rất là vui, xin phép quý vị trưởng thượng là bởi vì là anh Đắc đây nè, anh cũng là theo ban văn nghệ Văn Gừng từ hồi thời niên thiếu cho đến bây giờ vẫn còn văn nghệ Văn Gừng như thường. Dạ vâng. Cho nên rằng trong cái tinh thần văn nghệ thì anh em chúng tôi rất là cởi mở, rất là thoáng, cho nên là có điều gì sơ sót thì mong quý vị trưởng thượng bỏ qua cho. Không biết anh Đắc Chí Nghĩa với Quế thấy sao, chứ thấy những người mà có máu nghệ sĩ xíu phải điên điên chứ anh ơi. Không phải nghĩa. Là
mà điên điên mà còn khùng khùng nữa. Dạ thì đó, ý em muốn nói gì, có máu nghệ sĩ rồi. Nhưng mà không sao cả, tôi rất là hạnh dạ. Em là người là tiêu biểu nhất, là người điên điên khùng khùng. Khi mà cô nói tôi như vậy là tôi rất là hạnh phúc và hạnh diện vì. Không, em là người tiêu biểu cho nghệ sĩ nè, tại vì em có máu điên. À thế hả? Ồ, thế thì mình cùng ấy rồi. Thôi bây giờ vậy nè. À, chắc quý khán giả giống như là các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa muốn biết anh Đắc hát như thế nào. Thì bây giờ chương trình có thể mời anh hát một bài không thưa anh? Ồ, dạ vâng, hát chứ. Tại sao lại dạ không yêu cầu vâng. Anh hát bài gì thưa anh? À, thì bây giờ nếu mà tôi là lính ấy, thì là tôi sẽ trình bày cái nhạc phẩm có tính cách lính một chút xíu. Dạ. Đó, mà cái nhạc phẩm này. Dạ không cần, dạ, chỉ là anh hát thì có. Cái nhạc phẩm này đó thì nó là bản Chiều Mơ Biên Giới, bởi vì tôi nó cái bản Chiều Mơ Biên Giới này tôi đi tôi hát này ông thầy tôi cũng chịu, tức là ông Nguyễn Văn Đông cũng chịu. Yeah. Thứ hai nữa là không có hay, không phải là ca sĩ, nhưng mà tôi đã có nhiều kỷ niệm với cái bản nhạc này, là tôi có hai chiều mưa biên giới. Một chiều mưa biên giới ở Thạch Hãn, khi mà tụi tôi đi trao trả tù binh. Khi mà tụi tôi đi trao trả tù binh thì một buổi chiều sương xuống như thế này mà phải kẹt lại với tù binh, mà tôi nhìn sang bên kia đó, tôi thấy lòng mình nó có nhiều cái rối loạn, nó nhưng mà nó rất là cảm xúc. Rồi một chiều mưa biên giới nữa là tại Hoàng Liên Sơn, tức là khi mà tôi đi tù đó, thì quý vị cứ tưởng tượng coi chiều Hoàng Liên Sơn là Yên Bái đó, sương xuống như thế này. Mà quý vị tưởng tượng là một cái bộ xương cách trí vác một lúc 20 cây nước quằn xuống thế này. Thế mà nước mắt thì chảy ra, mồ hôi thì chảy ra, trời thì lạnh và xương thì xuống. Thế mà tôi nhìn sang bên đứng ở đó thì có thể nhìn thấy biên giới Trung Quốc. Đó. Thành ra tôi hôm nay tôi hát cái bản này, các bạn của tôi ở đây cũng đã từng nghe tôi hát bản đó, thì bây giờ xin anh cho tôi hát Chiều Mưa Biên Giới nhé, để tặng tất cả quý vị và quý vị nghe, nếu mà có cái gì mà nó không hay thì quý vị cũng vậy. Đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng
Người tìm về trong tôi áo ấm, gợi niềm xa xăm. Người đi khu chiến thương người hậu phương, thương màu áo gửi ra xa trường. Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, khi đường trần mưa gió còn nhiều anh ơi. Đêm đêm chia bóng bên trời, vầng trăng xé đôi vẫn in hình bóng một người. Xa xôi cánh chim tung trời, còn cùng mây nước cho lòng ai thương nhớ. Về đâu anh hỡi, mưa rơi chiều nay, lưng trời nhớ sắc mây pha hồng. Đường rừng chiều cô đơn trước bóng, người tìm về trong tôi áo ấm, gợi niềm xa xăm. Người đi khu chiến thương người hậu phương, thương màu áo gửi ra xa trường. Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần tư may gió cuốn còn nhiều anh ơi. Chân còn tơ hương khanh thương, thì đường chân mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Hay quá lên. Xin cảm ơn. Anh hát rất là nhiều cảm xúc, em biết là anh hát mà anh rất là đặt tất cả tâm hồn anh với nhiều kỷ niệm ra em nghe. Cảm ơn. Chắc rất từng là có kỷ niệm hồn. Từng kỷ niệm nó, dạ. Nó hiện về trong đầu anh. Cảm ơn anh. Mà anh đang đứng ở trên đồn biên giới không thưa anh? Dạ. Quá nhà nghề luôn ha. Dạ thưa anh, bây giờ có những lời chia sẻ của quý khán giả gửi đến chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Em xin phép anh được em được đọc lời chia sẻ của chị Khanh ở Atlanta. Chị muốn yêu cầu chị Phương Quế hát bài Anh Về Với Em. Chúc hai cô và mọi người lúc nào cũng vui vẻ và nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn chị Khanh. Anh về với em. Dạ, cảm ơn chị. Chắc là mình không có còn thì giờ đâu. Dạ. Em có nhiều lời chia sẻ giờ của anh Đắc. Dạ. Ca sĩ Ngọc Đắc. Chị Khanh yêu cầu mấy lần rồi đó, nhưng mà em hứa là sẽ hát tặng chị Khanh. Dạ. Trong một ngày rất gần đây, vì còn nhiều lời chia sẻ lắm. Bây giờ là lời chia sẻ của anh Huỳnh Văn Hóa, gọi từ Kansas, là cựu trung úy chiến tranh chính trị thuộc tiểu khu Bạc Liêu. Anh cùng khóa 368 với cựu trung úy Trần Ngọc Đắc. Chào mừng bạn đồng khóa sau 47 năm kể từ ngày ra trường. Mặc dầu ở trong Thủ Đức không biết nhau, nhưng hôm nay anh rất vui sướng khi được gặp lại bạn đồng môn. Anh mến chúc anh Đắc cùng gia đình được khỏe mạnh và hạnh phúc. Wow, xin cảm ơn anh rất nhiều. Vâng. Anh Đắc thấy là... khi mà mình anh vô đây là thế nào anh cũng tìm lại được bạn bè ngày xưa của anh à. Dạ vâng. Bây giờ anh Hiệp Trương gọi từ San Jose nè thưa anh. Dạ. Chương trình hôm nay rất là sôi động. Hai cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào. Cảm ơn anh Hiệp rất nhiều ạ. À, trung úy Trần Ngọc Đắc đã ở tù bao nhiêu năm và qua Mỹ theo diện nào? Dạ. Lúc trước ở tù liên trại mấy? Dạ. Anh liên trưởng Đắc hát rất hay và rất vui tính. Và cuối cùng cho gửi lời thăm nghỉ xưa, lúc nào cũng vui vẻ. Dạ. Cảm ơn anh Hiệp rất là nhiều. Anh dạ, tôi có cần trả lời không? Dạ, dạ vâng, anh trả lời. Dạ, trả lời là dạ. Tôi đi tù 10 năm. Tôi đi tù 10 năm. Tại nhiều trại, bắt đầu là Trảng Lớn, Long Giao, rồi tới ra ngoài Bắc là Hoàng Liên Sơn, rồi về Vĩnh Phú.
Đại khái như vậy. Rồi cuối cùng ra thì tôi về Xuân Lộc Z30A để nói chuyện với các anh. Các anh biết chúng ta bạn bè ở đây thì Z30A cũng nhiều. Cuối cùng năm ta 82, cuối năm 82 thì cuối năm 84 thì họ thả tôi về. Thì tôi về thì tôi về Sài Gòn thì tôi đạp xích lô được mấy năm. Anh đi tù mấy năm thế anh? Dạ thưa, đi tù có 10 năm thôi. Ồ oh, dạ. Dạ vâng. Chiến tranh chính trị mà. Trung úy nhưng mà đi nhiều ha. Dạ, đi về. Ghét lắm, chiến tranh chính trị giữa cộng ghét lắm. Dạ. Vì có ba gai không anh? Chắc có dạ. ba gai. Dạ tôi có ba gai không ạ? Dạ. Cũng có hơi ba gai một tí, nhưng mà tôi ba gai mà tôi gài không thể nói được. Tôi hơi tí thôi, nghĩa là hai gai rưỡi mà chỉ có cái là ra ngoài Yên Bái đó thì tôi bị tôi cũng chỉ vì không làm đúng theo ý của họ đó, là nó chơi tới cái băng súng vào đây này, vẫn còn đấy, thành ra bây giờ hơi bị nhức đầu thí dụ. Dạ đây còn cái sẹo đây. Yeah. Đại khái mà ở Yên Bái đó, trời yeah. lạnh như vậy mà quánh tôi xong, ba người đứng trụ, họ đánh xong cái rồi chơi bắn súng cái này, tôi cũng phải giả vờ nằm xuống, chính là cũng chưa nằm đâu, nhưng nằm xuống thế là nó thôi. Tưởng ra. Mình xỉu nó không đánh nữa. Xong rồi kêu mấy ông bạn tôi lấy nước lạnh dội, mà chiều Yên Bái là lạnh lắm. Yeah. Bắc là lạnh rét căm căm luôn. Rét vâng, gọi là rét đấy. Gọi là rét á, rét. Người Bắc gọi là rét. Dạ vâng, rét đấy. Thế rồi sau đó thì tôi vừa mới nói chuyện là tôi về được thả về năm 84. Năm cuối năm 84 thì về thì chắc là cũng giống như các anh thôi, là về thì mình không phải là cái thời của mình nữa, về việc không có làm ăn gì cả, mà làm ăn ở đâu thì nó cũng không có thể nào mà nó nhìn mình với con mắt thiện cảm cả. Họ như vậy thành ra tôi chỉ còn có hai cái nghề, là tôi về chung là hai cái nghề là đạp xích lô. Đấy. Đạp xích lô, sau đó thì đi buôn bán rau muống hay đi gì cả, nhưng mà đi buôn hột vịt lộn hột vịt để cho cái lò bánh mì, rồi đập cả cái cần xế bánh mì vịt lộn xuống, người ta lại không mến mình nữa. Đấy, rồi về rồi với anh bạn tôi, anh biết thương rồi anh bảo là thôi bây giờ không phải là cái thời của mình nữa đâu. Bây giờ bạn ngồi đây bạn xem tôi bơm hột quẹt ga. Bơm gì anh? Bơm hột quẹt ga. Dạ. Nếu mà quý vị còn thời gian đó thì quý vị biết là cái hột quẹt ga của mình này. Mà hồi đó là bơm hột quẹt ga, tức là tôi phải học anh đó. Thì học đó mà cho tôi bơm. Thế tôi mới ngồi một chỗ đó thì là, tôi ngồi một chỗ thì là ở đầu hẻm thì là các anh bạn ấy, đi về rất là gặp nhau ngồi đó. Tôi bơm hột quẹt ga cho tới ngày tôi đi. Dạ, xin phép anh. Dạ. Có những lời chia sẻ, em đọc tiếp lời chia sẻ. Dạ. Của anh Phương Lục gọi từ Arizona. Anh muốn gửi lời thăm đến Trung úy Đắc. Anh rất là thích xem chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Thứ ba nào anh cũng theo dõi chương trình. Cảm ơn anh Phương Lục. Dạ, anh muốn nhắn đến những người bạn học khóa 471 Hạ Sĩ Quan ở Cam Ranh. Nếu có coi được chương trình Tiếng Hát Hậu Phương thì xin liên lạc đến Phương Lục để ôn lại kỷ niệm cũ, tức là khóa 471 Hạ Sĩ Quan ở Cam Ranh. Số điện thoại của anh Phương Lục là 520-401-6248. 520-401-6248. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi đang trò chuyện với Trung úy Trần Ngọc Đắc thuộc Tiểu đoàn 30 Chính trị Chính trị. Xin phép quý vị cho Tiếng Hát Hậu Phương tạm ngưng trong giây lát để mời quý vị xem một số ít thông tin thương mại của đài. Quá thôi. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là có một thông báo. Thư mời tham dự lễ tôn tượng Đức Bình Định Vương Lê Lợi, San Jose, California. Nguy cơ đất nước Việt Nam chúng ta bị bắt thuộc lần thứ ba đang gần kề. Anh hùng Lê Lợi đã có công đánh đuổi giặc nhà Minh, giữ vững bờ cõi Giang Sơn Đại Việt, đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo, nhằm mục đích đề cao lòng yêu nước, ý chí chống xâm lăng của dân tộc Việt. Lễ tôn tượng Đức Bình Định Vương Lê Lợi được cử hành để nhắc nhở con dân Việt ghi ơn anh hùng áo vải đất Lam Sơn, nuôi dưỡng ý chí và hoài bão trước họa ngoại xâm. Đây là lần đầu tiên được tổ chức ở hải ngoại, tôn vinh vua Lê Thái Tổ. Ủy ban lễ tôn tượng trân trọng kính mời quý đồng hương, đoàn thể, các tổ chức người Việt tị nạn cộng sản đến tham dự để ôn lại trang lịch sử oai hùng và cùng suy tư về tương lai đất nước. Lễ tôn tượng được tổ chức tại trường trung học
Yerbabuna, thành phố San Jose, Cali 95122, ngày Chủ nhật 20 tháng 9 năm 2015, lúc 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mọi sự yểm trợ và góp ý xin liên lạc ông Triệu Hà, Hội Địa phương Quân Nghĩa Quân 408-646-8752, bác sĩ Phạm Đức Vượng 408-226-8844, giáo sư Nguyễn Hồng Dũng 408-886-1199. Và sau đây Trang Thanh Lan và Phương Quế xin phép được đọc một cái lá thơ của khán giả trẻ ở Biên Hòa, Việt Nam. Em gửi qua email của Tiếng Hát Hậu Phương, thưa quý vị. Bức thơ như sau. Dạ thưa hai cô Trang Thanh Lan và Phương Quế, tuy con ở Việt Nam nhưng con rất thích xem chương trình Tiếng Hát Hậu Phương của hai cô trên YouTube. Vì qua chương trình này giúp con có cái nhìn công bằng hơn về lịch sử. Tuy ở Việt Nam có một số người không hiểu biết gọi lính Việt Nam Cộng Hòa là lính ngụy, nhưng riêng con thì chưa bao giờ, vì con tôn trọng bậc cha chú và con nghĩ mình sinh ra sau chiến tranh, không tai nghe mắt thấy thì không có quyền phán xét hay lên án lịch sử à. Cô Trang Thanh Lan, con rất thích cô hát bài Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm và Trộm Nhìn Nhau. Cô có thể hát tặng con được không ạ? Con chào hai cô và chúc hai cô nhiều sức khỏe. Biên Hòa ngày 15 tháng 8 2015. Con xin cảm ơn chú Michael Trụ đã update chính lên YouTube. Đã upload chương trình lên YouTube. Dạ. Đã upload chương trình lên YouTube. Dạ vâng. Cảm ơn chú Michael. Sau đây là một thơ tìm người thân nữa gửi qua Tiếng Hậu Phương, thưa quý vị. Cháu là Hằng Ngọc Tuấn, hiện đang sống cùng mẹ là Lâm Thị Thu Hồng tại Việt Nam, là một thế hệ sinh sau năm 75, là con là cháu của một gia đình rất nhiều thế hệ là quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù là thế hệ sinh năm 75, nhưng được cha mẹ ông bà kể lại nên cháu rất thương các người lính. Ông ngoại cháu là Trung tá Lâm Văn Qua, từng làm ở Hỏa Xa quân đội, chỉ huy trưởng thành Thủy Hà ở Cát Lái, Sài Gòn. Trước ngày 30 tháng 4, ông là chỉ huy trưởng ở căn cứ Cầu Tham Tướng, Cần Thơ. Sau năm 75, gia đình cháu bị thất lạc một người. Ông là anh em kết nghĩa với ông ngoại cháu là Thiếu tá Lý Kim Văn, giữ chức vụ chỉ huy phó thành Thủy Hạ Cát Lái. Nếu các cô chú có tin tức gì của Thiếu tá Lý Kim Văn thì xin liên lạc với cháu qua số điện thoại. Thủy Hạ Cát Lái. Với cháu qua số điện thoại 0165 716 5783, 0165 716 5783. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú trong đài, chúc mọi người luôn mạnh khỏe. Và sau đây là một thông báo nữa. Làm Phước xin cố gắng chuyển đi Làm Phước. Chúng tôi có tìm thấy một bộ hài cốt của một người lính đã chết trận tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài ghi rõ họ tên Nguyễn Vĩnh Lân, số quân 681-137-969, số quân 681-137-969, loại máu O cộng. Nếu ai là thân nhân nói trên, xin vui lòng liên lạc với Ni Sư Thông Mẫn, điện thoại 0935-899-347, 0935-899-347, Sư Cô Thông Mẫn. Và nhờ quý vị chuyển email này đến những người mình quen biết, may ra chúng ta có thể tìm được thân nhân của người quá cố cho được đoàn tụ với gia đình. Đây là nhân đạo, việc làm nhân đạo, xin chuyển tiếp. Xin cảm ơn Khánh Thành Trang Trại. Wow. Vâng. Quý vị có thể liên lạc sau chương trình. Dạ vâng. Chuyện này là hay lắm ha. Dạ, tìm bài cốt được là. Dạ. Giờ phút này mình tìm dạ. Có thể thẻ dạ. Bài đang hoàn. Dạ vâng. Dạ, chúng em xin phép trở lại với chương trình. Hôm nay là Tiếng Hậu Phương đang tiếp chuyện với Trung úy Trần Ngọc Đắc thuộc tiểu đoàn 30 Tổng cục Chiến tranh Chính trị. Tiếp tục hồi nãy anh đang nói dang dở cái câu chuyện mà anh đi học đi tù, đi tù cộng sản. Dạ vâng, đi tù. Là đi về là anh đạp xích lô, đúng vâng, không anh? Vâng, đạp xích lô. Đến bao lâu anh? Không còn nghề gì cả, và tôi mượn được xe cũng không có tiền nữa, thành ra có cái thằng cháu em của cháu của một người bạn tôi, nó đạp ban ngày nó về, tôi đạp ban đêm. Nhưng mà trong cái chuyện đạp xích lô nó cũng nhiều cái nó ngộ lắm. Mà có trả tiền xe không? Tiền mướn xe, thuê xe mình có phải trả không? Không, cháu nó cũng giúp, tức là cháu của anh bạn tôi, họ cũng giúp đỡ tôi thôi. Yeah. Nên 5 giờ thì nó về,
nó về nó nghỉ, còn tôi thì tôi đạp cho tới 11, 12 giờ đêm. Nhưng mà anh gầy như vậy anh đạp nổi không thưa anh? Thì đấy, bây giờ cô cứ tưởng tượng coi một cái con khỉ đó. Nó cứ ấy như thế này ở trên kia như thế này, chân tôi thì nó hơi ngắn. Nhưng mà vẫn đạp được, nhưng mà tuy nhiên là tôi đạp được mà đã có thời gian như thế này, có hai mẹ con của cái bà đó thì bà ấy cũng đã ngồi gần mà cái silo rồi, cô ấy cũng lớn nữa, thế mà cùng người ghét này. Thế tôi đạp tới cái ngã bảy đó thì buổi chiều thế thì đông xe lắm. Đấy mà ngã bảy thì lúc bây giờ thì họ mới tưới vườn, tưới hoa ở chung quanh ngã bảy. Thế là tôi vừa mới cua một cái này là tôi lật hai mẹ con xuống. Tôi lật hai mẹ con xuống. Thế xong rồi cô mới bảo, ôi trời, má, chứ ông đạp xin hồn thì ông đạp cả bồi có vậy. Đấy. Thế tôi bảo, thế thì cô ấy bẩn hết. Có bị thương không anh? Không có bị đau, cũng đau một tí xíu nhưng mà không có bị thương gì cả. Tại vì nó cái lè tròn này đấy, đạp xuống. Bụi cỏ chắc. Đấy, yeah. Thế xong rồi gái thì để thế thì đến khi mà ông cẩn thận nhé. Ông nói, dạ thưa bác, thú thật với bác là cháu mới đi tù về, tù cải tạo về. Thành ra mà bây giờ thì anh mới đạp thôi, thành ra bác mới. Mà lúc mà đi á thì là trả 12 đồng từ đó về ngã bảy. Từ đó về chợ cá Trần Quốc Toản. Bác cho tôi cháu 15 đồng. Cho cháu 15 đồng. Thế thì bà bảo thôi. 10 đồng thôi. Cháu thêm đi. Cháu 12 đồng rồi. Lên đến khi mà tôi bị cái đó xong cái thì đến khi trở về tới chợ Trần Quốc Toản thì bà ấy xuống xong rồi bảo là thôi bây giờ chúc ông vui vẻ nhá. Tôi đưa cho 15 đồng. Thế đưa xong cái thì tôi thấy rằng là không hiểu tại sao cái chỗ này mặn mặn, tức là tôi bị dập mặt dập miệng xuống này rồi hai cái chỗ trán có hai quả ổi. Đấy. Nhưng mà lúc mà mình bị không lo biết. Lo cho hai mẹ lo con cho người ta khách đấy. Dạ. Thì đấy là một trong những cái vụ mà đạp silo của tôi nên là anh thấy là một trong một kỷ niệm một đau thương một chuyện đau thương, kỷ niệm đau buồn của các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa sau khi đi tù cộng sản về. Thì đó là một cái mảnh đời thưa anh. Em thấy còn những người nữa, còn những đang bây giờ anh là có phước hơn mọi người là anh được diễm phúc như tụi em được diễm phúc được qua tới Mỹ, được sống một cuộc sống hạnh phúc bên Mỹ. Mình cũng không quên những anh thương phế binh ở Việt Nam Cộng Hòa, ở Việt Nam còn đang kẹt lại đó thưa anh. Thì em thấy anh kể chuyện như tự nhiên cái lòng em nó xót xa, em thương các anh của mình còn ở lại ở Việt Nam lắm thưa anh. Tôi cũng có bảo trợ cho một bạn thương phế binh. Sorry anh, tụi em cũng xúc động quá. Khi mà anh kể vậy thì tụi em cũng không có... Không, cái đó là một trong những cái mà... Yeah. Đấy, nhưng mà tôi vẫn cứ hiên ngang, vẫn cứ... Chứ sao anh? Dạ. Vâng, sống sống như thường. Dù sao mình cũng còn một cái... Vâng, thế cái... sau đó thì là... cũng tưởng rằng là cuộc đời tới đó là nó bi đát quá rồi. Nhưng mà không đấy gì, nhưng mà... Tới năm 89 khoảng 89, 90 gần đó thì là... tôi mà tình cờ tôi đọc cái báo tiếng Pháp tập Paris Match đó thì là có cái chương trình HO, trong khi đó tôi đã xin đi ODP rồi. Yeah. Thì bà Khúc Minh Thơ bà đã trả lời rồi. Yeah. Thế tôi đã có IV rồi, nhưng mà đến khi tiện thể là có cái chương trình này thì tôi lại pass sang chương trình. Là anh HO mấy thưa anh? Là thưa, vì không có tiền chạy dịch vụ thành ra mãi tới có một anh bạn ở đây. Chắc hôm nay anh cũng xem chương trình, anh ở đây, anh về Sài Gòn, anh về anh đến thăm tôi thì sau đó thì là anh ấy bắn cho tôi một số tiền, tôi mới chạy dịch vụ tôi đi. Thì hơi tốn tiền hả anh? Vâng, hơi trễ. Ở bên đó tốn tiền chứ, dịch vụ mà đi dịch vụ tiền mà. Dữ lắm. Chỗ nào cũng tiền lắm. Chỗ nào cũng đút lót hết á. Vâng, đút lót thì ra. Chúng được. Đi chắc khách ô 10 không? Dạ thôi, tôi đi 17. 17 là 17. Trễ phải anh? Trễ đó. 17 là năm... Anh bị trễ. 17 là năm 93. À, 93, 93 à? Vâng, 93 qua tới đây. 93. Vậy là trễ đó, trễ lắm. Giờ phút này tôi đang nói với quý vị là bạn bè tôi cũng đi cùng cái 17 đó. Vâng. Wow. Bạn bè ở tất cả các nơi, các tiểu bang khác là họ cũng muốn là gọi điện thoại cho tôi hoài đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì hôm nay cũng là cái sung sướng cho tôi là được hai cô cho tôi được ngồi đây trong chương trình này để nói chuyện với mấy em nghĩ anh sung sướng nhất là được gặp bạn bè cũ của anh đó, như là các anh bạn với lại anh bạn với lại bạn với lại các bạn của tôi nhìn lại cái bản mặt song song của tôi và nghĩ rằng và nhớ rằng là tôi chưa chết.
Anh chưa chết đâu em. Anh chưa chết đâu em. Anh chưa chết đâu em. Anh có thể nói cái số điện thoại của anh đi. Dạ. Để cho có thể cho số điện thoại để các bạn của anh liên lạc không? Có thể liên lạc. Dạ vâng. Số điện thoại của tôi là 5316206. À 714 đầu chứ anh. Vâng, 714. Mình ở Cali thì 714 5316206. 5316206 là số của anh Ngọc Đắc á thưa quý vị. Nếu mà các anh bạn của anh Đắc muốn liên lạc thì điện thoại 714 626206. 626 hả? 6206. 6206. Vâng, 7453162. À 5316206 dạ. Vâng. Cảm ơn anh. Sau đây đã có lời chia sẻ của chị Hoa gọi từ Ohio. Tuần nào chị cũng đón xem tiếng hát hậu phương và hôm nay chương trình hay quá, có vị khách mời hát hay và vui tính. Cảm ơn chị. Gửi lời cảm ơn đến anh Trần Ngọc Đắc đã cho chị và gia đình nghe bài Chiều Mưa Biên Giới rất hay và buồn, và chị cảm phục đời lính của các anh đã từng bị đi tù. Câu chuyện rất là cảm động. Cảm ơn Đài Hồng Việt đã có chương trình hay, và nếu có thể mong anh Đắc hay hay chị hát thêm một bài về lính để tặng chị và gia đình của chị. Dạ thưa, lát nữa em và Quế sẽ hát Anh Về Với Em thưa chị. Tại nãy có chị Khanh yêu cầu rồi. Dạ sau đây là lời chia sẻ của chị Bùi Lisa gọi từ Houston. Trước hết chị gửi lời thăm đến hai cô Trang Thanh Lan và Phương Quế. Chương trình hôm nay rất hay. Trung úy Trần Ngọc Đắc cùng khóa với ông xã của chị là đại úy Ngô Đình Vân. Wow. Đúng vậy. Sẵn dịp chị nhờ hai cô nhắn tin tìm người bạn ở trung đoàn 49 là Trần Đăng Duy làm về tiết liệu. Nếu có được xem chương trình hôm nay thì xin liên lạc chị ở số điện thoại 713-594-6910. Dạ thì nếu mà anh Trần Đăng Duy mà được cái coi được cái chương trình này thì hãy gọi cho chị số 713-594-6910 thưa chị. Và người lính già, Lưu Quế còn không? Người lính già ở Tennessee, trước hết xin chào hai cô Trang Thanh Lan và Phú Hồng Quế, Trung úy Đắc và Nghĩa Sữa. Theo như tôi thấy thì chương trình này hai cô quay qua Trung úy quá à. Xin yêu cầu Trung úy Đắc hoặc hai cô hát một bài về lính để tặng đến người lính già và gia đình. Dạ thưa hai em đang bị ảnh quay đó thưa người lính già. Ảnh nãy giờ ảnh làm hai đứa em khớp đó, ảnh làm bộ ảnh nô quịch, anh không có nô quịch chút nào. Hay là mình hát một đoạn Anh Về Với Em đi. Cũng bây giờ lính. Em với Quế hát dạ. Một đoạn Anh Về Với Em tặng tùng người đính giả cũng như chị Khanh và các quý vị đang xem chương trình. Anh về với em như chim liền cánh, như cây liền cành, như đỏ với sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh. Em ơi trăng cỏ sáng đêm tin yêu vẫn còn mang, em ơi con xuống nên tim tôi mong sưởi ấm. Ta xa nhau lâu rồi, ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay thôi. Anh về với em, mai ta lại cách xa nhau muôn trùng. Bao ngày nhớ càn một đêm, sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em, hay chẳng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách. Mai này anh đi rồi, mai này anh đi rồi, mai này anh lại đi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chương trình này cũng còn dài lắm cho nên là tiếp tục cái câu chuyện với anh Trần Đát. Yeah. Vì hôm nay là chương trình của anh Trần Đát và anh cũng là một người ca sĩ Ngọc Đát. Ca sĩ Ngọc Đát biết hát nữa. Thì em nghe nói là một thời gian đó anh có thành lập ban AVT. Vậy thì anh có thể nói là anh thành lập khi nào và tại sao anh thành lập cái ban AVT? Có những ai với ai thưa? Dạ vâng, thưa với lại cô. Tụi tôi thành lập mà hát cái ban AVT, tức là
gọi là Ban APT nhưng mà chúng tôi hát nhạc của Ban APT, chứ ở đây có nhiều khi lên giới thiệu là Ban APT nhưng mà tôi cải chính ngay chúng tôi là những người quân nhân. Nên bây giờ nhớ lại những cái mà cái nhạc APT là một cái nhạc mà vừa tếu vừa kích động nhưng mà nó lại là văn hóa, là bởi vì nó đa số nó phổ thơ của bà Hồ Xuân Hương mà quý vị đã đọc, nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Nên chúng tôi lên trên đó thì thứ nhất là về vấn đề tôi cũng quen vấn đề đó, thành ra về vấn đề nghệ thuật thì cũng tạm tạm được thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là tụi tôi trong một cái đại nhạc hội của các đơn vị mời đó, thì tụi tôi đến đó quậy cho họ vui. Quậy cho họ vui bằng đấy, chẳng hạn như cái bản đánh cờ, chẳng hạn cái bản tam hiệp, chẳng hạn tôi đóng cái vai tôi hát cũng anh là dí dỏm nhất á. Em thấy trong ba người em không có nhớ tên hai anh kia, anh có thể vâng. Em có thể nhắc cái tên hai anh kia. Em không nhớ tên, em nhớ cái mặt mang máng. Tôi đầu tiên á thì là cách đây là khoảng 6 năm thì tụi tôi bắt đầu hát APT thì có cái anh đó là anh Quỳnh của không quân, anh ấy lái trực thăng. Một anh nữa là anh Kim cũng là không quân. Trước đó là còn một anh nữa, nhưng mà về sau này là mấy cái hình mà post lên trên đấy, có một cái hình mà tôi vừa mới đưa cho Quế coi đó. Là cái hình mà anh bạn tôi anh thích quá, tại vì ông post lên trên chỗ cái Times Square ở New York, có người ta đến người ta coi, đó là trong chương trình quảng cáo thôi. Thế nhưng mà sự thật ra thì là chúng tôi muốn vui. Muốn vui là bởi vì bây giờ ở chúng tôi có cái quan niệm là giờ phút này mình làm được cái gì tử tế, tức là làm cho anh em bạn bè mình vui được thì mà mình cũng vui nữa, thì để cho nó thành ra các bạn tôi với những người quen tôi cứ gặp tôi mà tôi cứ đi. Thứ nhất là bây giờ tôi cũng khoe một chút xíu là tôi cứ húc vào cái vấn đề văn nghệ và vấn đề văn nghệ gặp người kia. Thứ hai nữa là tôi làm cái vấn đề thiện nguyện. Thành ra tôi đến đâu có đến các ông các bà già cụ chọc người ta cười đã. Và người ta cười là tôi được vui. Được phước mà tôi vui thì tôi đúng không rồi. Có bệnh. Dạ. Có thế không mà làm cho người khác vui là mình được phước lắm đó. Dạ vâng, không thì sự thật ra thì cũng không biết là được phước hay không, nhưng mà từ nãy giờ thì tôi cũng cảm thấy là tôi sung sướng là được anh cười và được hai cô cười. Dạ. Bây giờ anh muốn cười nữa thì anh hát một hai câu ở trong đoạn nào của trong cái đoạn nào trong cái bài đánh cờ đi anh. Vâng. Dạ. Anh còn nhớ không thế anh? Nhớ đoạn hát nào đoạn cũng được, cái bài nào cũng được. Cái Ban APT thưa quý vị nhắc lại là gồm là anh Lữ Liên, bố Lữ Liên, rồi anh Vân Sơn và anh Tuấn Đăng. Anh Tuấn Đăng thì hiện giờ còn ở Việt Nam. Anh Tuấn Đăng cũng rất là bệnh và Phương Quế có liên lạc anh Tuấn Đăng và cũng có gửi quà về cho anh Tuấn Đăng rất là nhiều lần. Và anh Vân Sơn thì mất rồi. sau 75 tức là anh mất ở dòng sông Thị Nghè, nhớ không? Mình có nhắc anh tự tử ở dòng sông Thị Nghè, và bố Lữ Liên thì mới mất cách đây khoảng vài ba năm. Vâng. Dạ vâng. Thì nhắc lại để mà nhớ cái thời bị đoàn văn nghệ trung ương. Dạ vâng. Đi công tác với ban APT và bây giờ thì ở hải ngoại thì có các anh. Vâng, nhắc lại một số những kỷ niệm của những cái bản nhạc đó. Dạ vâng. Thì anh có thể hát một hai câu nào mà anh nhớ cho nó vui. Dạ vâng. Ngày xưa. Tự nhiên tôi lại là nervous rồi. Tự nhiên nói đến cái bản đánh cờ người đó. Dạ thôi, nếu mà anh không nhớ thì thôi thưa anh, tại vì chương trình mình thời giờ cũng có cũng giới hạn lắm. Tôi tự nhiên tôi quên. Bây giờ đại khái là ngày xưa đi. Không, anh nhớ được nhiều bài hát vậy. Anh có cái lời nhắn nhủ gì với cái thế hệ sau này không thưa anh? Dạ thưa, như thế này, tôi thì sự thật cá nhân của tôi cũng chẳng là cái gì cả. Thế nhưng mà gọi là nhắn nhủ thì chính bản thân tôi, các bạn trẻ gặp tôi thì họ rất thích, mà tôi muốn hướng cái vấn đề của họ cứ bảo rằng là họ phải thương hay là nghĩ đến Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà mình cho họ, mình đừng nói bên cho họ biết chưa cho họ cái ngọn, mình phải cho biết cái gốc. Tôi các bạn trẻ đến với tôi, một số bạn sinh viên cũng đến với tôi, thì tôi cũng có nói là như thế này, học ngày xưa thế này, và tụi tôi đi lính như thế này. Mà bây giờ thì chúng ta ở đây thì chúng ta còn không làm được cái gì cả. Thế hệ tôi thì không ấy, nhưng mà bây giờ mong là cái thế hệ của các bạn tiếp nối với thế hệ của con tôi đây này. Đấy, thì bây giờ các bạn làm sao đó để cho chúng ta nghĩ
và làm cái gì đó cho việc cho Việt Nam thân yêu của chúng ta hiện tại ở đó. Và quý vị đã, các bạn đã xem trên TV, các bạn đã xem tất cả những người lớn người ta nói vấn đề đó, thì các bạn tự các bạn sẽ sắm cho mình một cái thái độ nào đó để tiếp nối trao cha chú của các bạn. Đó cũng là cái mục đích mà cái chương trình Tiếng Hậu Phương được chúng em đặt ra để mà hướng dẫn các em. Hiện giờ là hồi nãy anh có nói nhân dân tự vệ, thì chương trình của chúng em xây dựng nông thôn đó, thì chương trình Tiếng Hậu Phương cũng rất mong đón tiếp quý vị ngày xưa mà có ở trong ngành xây dựng nông thôn thì liên lạc với Tiếng Hậu Phương để có thể lên show để chúng ta cùng chia sẻ cho thế hệ sau này biết. Tại vì tất cả các binh chủng đều có lên trên show này rồi, nhưng mà đặc biệt là xây dựng nông thôn. Xây dựng thôn chưa. Thì anh Bảo Tố là đại úy xây dựng nông thôn, nhạc sĩ Bảo Tố ở San Jose. Anh có hứa nhưng mà vì cái thời gian với là nó xa quá cho nên chưa có dịp. Mà nếu quý vị nào có thể thì xin liên lạc với Tiếng Hát Hậu Phương để chúng ta có một vị thuộc ngành xây dựng nông thôn để cho các em trẻ sau này hiểu biết thêm. Vâng, thưa anh. Giờ cuối chương trình thì chúng em lúc nào cũng có một bài hát để tặng quý khán thính giả cũng như là người khách mời. Thưa anh, hôm nay là em và Quế tự nhiên nhớ lại tới cái bài Chàng Là Ai mà ngày xưa mà hai đứa còn thời nữ sinh mà rất là mê, mà chúng em cũng đã có hát phòng trà tại Việt Nam mà đó, mà tự nhiên Quế nhớ lại cái bài Chàng Là Ai của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết. Thì hôm nay trong Tây Lan Phương, Quế xin kính tặng quý vị khán giả, quý khán thính giả với các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như anh Trần Đắc ở đây bài Chàng Là Ai. Này chàng từ hậu phương ấy biên cương, nơi đây chàng đến áo phương bụi đường, nhìn chàng là người trai ôi phong xưa, nhưng tôi đã mến biết bao lâu rồi. Chàng từ miền ngược xuôi hay nơi đâu, nơi đây chàng đến kết duyên ban đầu, một lời đậm đà sao cho nhau ngay. Tuy tôi chưa biết với chàng là ai, chiến đấu, dẫu biết cho rằng chàng là người yêu phiêu lưu, dẫu biết cho rằng chàng là người của gió sương, vẫn biết cho rằng chàng là người của nắng mưa. Tôi vẫn yêu chàng vì biển đời trong khóe mắt, tôi vẫn yêu chàng vì trời tình yên trên môi, tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là gió sương, tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là hiên ngang. Này chàng, hãy cùng tôi vui hôm nay. Mai đây dù có cách xa chân trời, một lời mặn mà xin trao nhau ngay. Tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai, chiến đấu, dẫu biết cho rằng chàng là người yêu phiêu lưu, dẫu biết cho rằng chàng là người của gió sương, vẫn biết cho rằng chàng là người của nắng mưa. Tôi vẫn yêu chàng vì biển đời trong khóe mắt, tôi vẫn yêu chàng vì trời tình in trên môi, tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là gió sương, tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là hiên ngang. Này chàng, hãy cùng tôi vui hôm nay. Mai đây dù có cách xa chân trời, một lời mặn mà
chàng là ai. Tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai. Dạ. Vâng, xin mời anh Đắc gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Chúng ta đến giờ tạm biệt. Dạ. Kính thưa quý vị, tôi rất là sung sướng và hãnh diện được các cô đưa lên đây để cùng với lại cái chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Và tôi mong rằng là cái chương trình này tôi đã được thỏa cái ý nguyện của tôi là gặp lại các bạn và các bạn nhìn lại được cái hình ảnh của tôi. Và tôi mong rằng sẽ trong tương lai thì nếu quý vị muốn yêu cầu thì qua cô Phương Hồng Quế và cô Trang Thanh Lan. Dạ. Thì tôi sẽ sẵn sàng lên đây để quậy. Dạ, dạ. Anh có thể đọc lại số phone em một lần nữa thưa anh đó. Dạ thưa, số phone của tôi là 714-531. Vâng, 1-714-531-6206. Dạ, 531-6206. Rất cảm ơn đã đến chương trình ngày hôm nay và chúng em có những nụ cười rất là thoải mái. Cảm ơn anh Đắc rất là nhiều thưa anh. Và chương trình kiếm chúng ta cũng đã tới giờ chia tay rồi thưa anh. Thưa quý vị ơi, Trang Thanh Lan, Phùng Quế, anh Trần Đắc cũng như Nghĩa Sữa, rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua rất là vui vẻ và nồng nàn giờ đến với chương trình Tiếng Hào Phương cũng như là đến với anh Trần Đắc. Trang Thanh Lan, Phùng Quế, Nghĩa Sữa xin kính chào tạm biệt. Hẹn tuần sau cũng vào giờ này 7-8 giờ giờ Cali. Cảm ơn các anh. Cảm ơn các cô. Và chào anh. Cảm ơn anh luôn.